Hello mọi người, Lợi đang có mặt tại The Gala Quy Nhơn. Và hôm nay Lợi sẽ cập nhật tiến độ bay Flycam 360 độ của dự án trong tháng 4 năm 2023 này. Mời mọi người xem video. Mọi người có thể thấy về dự án The Gala Quy Nhơn, chủ đầu tư đã hoàn thiện mặt bên ngoài của dự án, lắp ráp cửa bao gồm ban công, cửa kính, cửa sổ và cửa chính của dự án đã thi công đến tầng 25 rồi. Và bên trong của dự án, chủ đầu tư đã hoàn thiện sơn đến tầng 29 rồi. Và đặc biệt, dự án The Gala Quy Nhơn là một trong những dự án cuối cùng của thành phố Quy Nhơn còn thi công ở thời điểm hiện tại này. Mọi người có thể thấy là công nhân rất rất đông để hoàn thiện xong và bàn giao cho tháng 9 năm 2023 này đến quý nhà đầu tư. Xin cảm ơn mọi người.